Gần đây, các ngành chức năng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó lường. Và đáng nói là các đối tượng lừa đảo đa phần dùng sim giác để thực hiện hành vi và dẫn dắt nạn nhân chuyển tiền qua ngân hàng. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu nguyên nhân có đến từ việc ngân hàng đang dễ dãi trong mở và quản lý các tài khoản, hay lỗ hổng đến từ nguyên nhân khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng sim giác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, đe dọa, tống tiền, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân, thì tất cả các sim điện thoại phải chuẩn hóa thông tin trước ngày 31 tháng 3, nếu không sẽ bị khóa. Nhưng đây là những gì mà phóng viên VTC14 ghi nhận sau ngày 31 tháng 3. Tháng nhé, hay là 2 tháng? Tức là có cả những loại cần 1 tháng cũng được ạ? Ừ, thì nó cho, ví dụ nó cho luôn cái ưu đãi cho 1 tháng. Đấy ạ. À, cái đấy thì bao tiền ạ? 200.000. Đấy là của mạng gì đấy ạ? Mobifone. Hoặc là 250 thì có Viettel. Em tưởng là cái này phải lấy cả cái căn cước của em không cần à? Này hỗ trợ không cần, ngắn ngày cần gì đúng không ạ? Đợt vừa rồi nó có cái thông tin là sau ngày 31 tháng 3 ấy. Nghị định 49 là chặn một chiều mới khóa hay thế gì ạ? Đúng rồi. Thì liệu rằng là chị mua cái này mà không cần căn cước công dân của chị thì liệu có bị gì thế không? Khóa này em mở cho. Tức là mình sẽ có cách để mở được à? Hay là như nào? Em nhờ nhân viên Viettel mở cho. À. Thì có nghĩa là những cái sim này là đang là mang tên người khác đúng không? Vâng. Để có một tài khoản ngân hàng cũng dễ không kém một chiếc sim điện thoại. Trên mạng xã hội, việc bán data khách hàng, mở mới tài khoản ngân hàng online không qua kiểm duyệt hay bán tài khoản ngân hàng diễn ra tràn lan, không kiểm soát. Có lẽ đây chính là kẽ hở giúp kẻ gian ẩn mình khi sử dụng tài khoản ngân hàng, lừa nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Cái việc quản lý tài khoản ngân hàng hiện nay chúng ta thấy rằng cũng là một vấn đề. Rất nhiều người ta chỉ lập ra cái tài khoản mang tên chính mình, nhưng mà để làm gì? Không phải để sử dụng, mà là để bán. Bán có thể, ví dụ đối tượng ở đây có thể là các em sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, những cái người mà lao động tự do, họ có gặp những vấn đề về kinh tế, cho nên khi được thu mua với cái giá khoảng tầm 500.000 thôi là họ đã bán được cái tài khoản của mình rồi. Và đương nhiên khi mà chuyển tiền vào những cái tài khoản này thì đương nhiên không phải là những người chính chủ nhận được tiền, mà là chính các đối tượng đã nhận được tiền. Và đây cũng là một cái kẽ hở trong cái vấn đề quản lý. Trước tình trạng trên, không chỉ người dân bức xúc mà những người nghiên cứu về luật cũng chỉ ra những bất cập trong quản lý của các ngân hàng. Tiền đã chuyển vào, các đối tượng sẽ chỉ thực hiện hành vi lừa đảo khi và chỉ khi họ có khả năng lấy được tiền ra, tức là đạt được lợi ích. Muốn lấy được tiền ra, muốn đạt được lợi ích, số tiền này bắt đầu vào tài khoản A, thì sau đó trên hệ thống e-banking họ phải tìm mọi cách làm sao chuyển, phân tán ra ngay vài ba tài khoản khác, vài ba tài khoản khác lại trụm về một hai tài khoản nào đó. Qua 2-3 lần thì nó bắt đầu sẽ được rút tiền ra. Tất nhiên họ sẽ mất một khoản chi phí nào đó. Vậy tức là gì? Quan điểm của chúng tôi là đi theo dòng tiền. Cái đồng tiền đấy nó chạy đến đâu thì tự nhiên nó kiểu quay gì kiểu gì nó về đến đích, về đến cái chỗ mà chủ mưu của hành vi phạm tội đó. Tức là chúng ta gọi là trùm cuối sẽ ra được nếu như chúng ta chạy theo dòng tiền. Thế nhưng dường như ngân hàng nhà nước đang đứng ngoài cuộc trong việc chống tội phạm lừa đảo trên mạng. Nhiều chuyên gia lại cho rằng ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian, mọi thông tin giao dịch giữa các tài khoản là bảo mật. Và đa số sau khi lừa đảo, các tài khoản này sẽ thường ngay lập tức chuyển tiền đến nhiều ứng dụng khác rồi mới rút tiền, nên rất khó truy xuất.